Bạch thầy cũng như là các bạn đồng tu, thì con có một cái thắc mắc này thì nó cũng lâu rồi, mà có lẽ thì cũng có những cái bạn đồng tu cũng gặp tình trạng như vậy. Thì theo con được biết, khi mà mình ngồi thiền á, thì cái tước thiền Dimitta thì xuất hiện ở vùng phía trước mũi. Nhưng mà đối với con á, thì con không thấy cái đó, nhưng mà con lại thấy cái vùng ánh sáng màu vàng nhạt nó xuất hiện từ cái vùng chân tóc của trán, thì nó bắt đầu từ một cái giống như là nó có cái gì nó chớp, rồi nó từ từ nó sẽ lan rộng ra hết cả mặt của mình, một cái vùng sáng nhạt dễ chịu. Thì như vậy thì con không biết là giữa cái mà con thấy và giữa cái nimitta đó nó có gì khác nhau và nó có gì sai, và như vậy thì con phải tu tập như thế nào cho nó đúng. Con xin cảm ơn. Dạ, mô Phật, con cảm ơn cô. Mình phải tu tập như vậy cái mình hỏi nó mới vui. Mình phải hành trì, phải có cái để mình chia sẻ. Cô với đại chúng nghe cho rõ nha. Cái chuẩn bị tướng là cái chuẩn bị định á, nó gọi là Parikrama Nimitta. Cái đó nó bắt đầu từ cái ánh sáng, cái mồi khói quen quen như thế này, màu lam lam hoặc là xám xám. Nó ở trước đây, nó ở trước đây là do cái tâm của mình để cái chỗ này. Còn nếu cái tâm của mình mà nó ở hết cái vùng mặt, thì cái vùng xám đó, nó ở một cái điểm khác. Khi có cái tướng đó là bắt đầu nó báo cho mình biết mình bắt đầu có định. Nó gọi là cái tướng chuẩn bị định, cái dấu hiệu cho mình biết. Thì cái ánh sáng đó nó đâu ra? Toàn bộ cơ thể của mình là cái năng lượng vật chất. Nó là vật chất, các cái hạt của cái hơi thở mình ra vào là tổng hợp của đất, nước, gió, lửa, mùi, màu, vị, dưỡng chất. Khi cái năng lượng định của mình ở một cái mức độ đủ nào đó, cái vật chất nó chuyển thành cái năng lượng dạng ánh sáng bình thường, không có gì bí mật hết á, không có gì huyền diệu hết. 15 thế kỷ trước, đi vô trong cái chùa đây, bật cái bóp lên điện sáng, đó là huyền diệu trắng. Có đâu quyền diệu. Bây giờ ta hiểu, ta biết đó là điện. Khi ta ngồi xuống, cái tâm mình định lại ở một cái lực nào nhất định, ta sẽ thấy vật chất thành năng lượng. Mắt mình có thấy những cái xung quanh này, cái tia phổ quang, các cái loại ánh sáng mà bây giờ khoa học nó mới phát hiện, ví dụ như là tia X, tia phổ quang, tia cực tím, vân vân. Mình phải dùng cái mắt này mình thấy không? Không. Bây giờ mình ngồi đây, làm sao mình biết được ở cái chỗ này có sóng điện thoại mobifone, Vietnam Mobile, hay có mạng internet, hay có một cái chương trình TV nào ở chỗ này? Làm sao mình biết? Mắt tay mũi lưỡi mình biết không? Không. Và rút điện thoại ra, nhờ một công cụ nào đó bật lên. Có nghĩa là năng lượng hàng ngày nó vẫn có xung quanh ta, ở trong ta và vũ trụ này nè. Nhưng cái định của mình chưa đủ để mà tiếp chạm nó. Đừng thôi nghề thôi. Tai mắt mũi lưỡi của mình được thiết lập là cái ngũ căn của mình đó, cho cái thế giới bên ngoài. Vậy khi mình sinh ra là mắt tai mũi lưỡi thân của mình on, mở lập tức. Để chi vậy? Để mình survive, để mình tồn tại, chứ không phải để mình sống. Tai mắt mũi lưỡi thân này là để mình tồn tại, để mình thò cái tay vô lửa cái mình biết lửa nóng mình tụt ra, để mình róc củi thì dầm nó đưa vô cái tay mình biết lần sau mình róc sao cho nó tránh cái nguy hiểm. Tai mắt mũi lưỡi thân này nó giúp cho mình tồn tại. Còn mình muốn sống, mình phải nhiều hơn nó, đi sâu vào trong mình. Thì thiền nó giúp mình đi sâu vào trong. Khi mình ngồi xuống nhất định một, với cái tâm mình ở một cái sự tập trung nhất định nào đó, nhất là cái hơi thở,
chỉ có thiền hơi thở, thiền quán, bộ xương, quán bất tỉnh đó, thì nó mới có những cái nimitta. Nimitta là gì? Là dấu hiệu. Dấu hiệu gì? Dấu hiệu định. Còn ví dụ như thiền mà mình tập trung trên cái đối tượng mình niệm, ví dụ như Buddha, Buddha, Amitabha, A Di Đà Phật, cái niệm đó nó không có sinh ra anh sáng. Cái dấu hiệu ánh sáng đó đầu tiên là nó mờ mờ, dạng như là màu nhạt vàng, màu lam lam, khó chịu, màu xám xám. Nếu như cái màu đó mà nó có thể xuất hiện nhiều lần, xuất hiện vững vàng, xuất hiện cảm giác có thật, chứ không phải là chớp nhoáng, lúc được, lúc mất, bữa này ngồi được, bữa kia ngồi không, vậy là cái định mình nó còn yếu. Lâu lâu mình thấy nó chớp chớp nhoáng, bữa này được, bữa kia không, muốn đôi khi nó không có, không muốn thì đôi khi nó có, cái đó cái định mình nó còn yếu. Cứ ngồi, cứ tập trung vào cái đề mục mà mình quán cho sâu. Cô chú ý điều này, khi nó chớp chớp nhoáng nhoáng, cái màu nó tùy thuộc vào cái tưởng. Kệ nó chỉ là cái pháp tục đế, sinh và diệt. Đừng có hỏi nó là tại sao. Làm điều này nè, mình đi từ điểm A qua điểm B, trên đường mình đi, mình đi chậm thì mình thấy hóa. Càng chậm mình càng quan sát, mình thấy càng nhiều loại hoa. Nhưng mới thấy hoa, mình bỏ cái con đường mình đi, cái bước chân mình bước, mình nhìn một lát là mình lạc được. Dấp ổ gà, té. Thì cái ánh sáng là cái kết quả tự nhiên khi cái tâm nó vào cái hơi thở. Thì cái hơi thở là cái đường đi. Hơi thở vào, hơi thở ra và ánh sáng. Tu thiền định, ba cái này mà chưa chạm được, đường tu định chưa có tiến. Phải ý thức rõ hơi thở vào, ý thức rõ hơi thở ra. Có ánh sáng là dấu hiệu để cho mình biết hơi thở vào và hơi thở ra đó đã ở một cái mức định nào đó rồi. Có cần thiết phải có ánh sáng như vậy không? Không phải tuyệt đối cần thiết, nhưng nó là dấu hiệu tốt để mình đi tiếp. Chỗ này hỏi ông thầy Dũng Công sao? Dũng là nếu mới thấy nó lấp loáng, nó chưa có phải là mình muốn, mà nó chỉ là kết quả tắt mở liên tục, không có dài, và nó có màu, nó cứ thay đổi, nó chưa có định lại giống như mình muốn, thì cái định mình nó còn yếu. Lúc đó quay về với cái đối tượng, quay về với cái đề mục, quay về với hơi thở, quay về cho sâu, ý thức cho rõ hơi thở vào, hơi thở ra. Khi cái màu nó bắt đầu rõ ràng như cái mà mình muốn, cái màu nó rõ tức là có thể từ cái xám trở thành trắng trắng, từ cái vàng nó bắt đầu trở thành sáng hơn, cuối cùng thường là nó gom lại màu trắng, trắng giống như bông gòn vậy đó, hoặc là giống như nguyên một cái cây bông màu trắng vậy đó, hoặc là cái ánh sáng nó giống như là ánh sáng của sao mai vậy đó. Nhưng lúc chớp nhoáng thì cái định nó chưa mạnh, thì mình buộc phải ở lại trong cái hơi thở đó. Đừng có nhìn qua hoa bên đường hoài, đừng có hỏi nó tại sao, cái này là cái gì. Tập trung vào nó sẽ làm mình mất cái đối tượng và cái định mình giảm lần lần, hiểu không? Khi mình vào được cái định ở một cái mức độ từ A trừ lên A, thì mình thấy cái tướng sáng đó nó rõ ràng hơn, nó sáng trong hơn. Có thể nó sáng như sao mai, có thể nó sáng như ánh của vàng, có thể nó sáng giống như là nước đá đông lại, lấp lánh gì đó. Đẹp lắm. Mà đừng có tưởng nha. Đó là kết quả tự nhiên. Còn những cái màu khác nhau là do cái tưởng nghiệp của mỗi người. Thì mình vào thêm một cái tướng nữa là Utgana Nimitta. Cái đó gọi là học tướng. Cái định sâu hơn một bậc từ A trừ cho đến A. Lúc đó mình vẫn ở trong cái hơi thở mình tiếp. Và cái hơi thở lần lần vào, ra với cái ánh sáng nó bắt đầu là một. Tức là mình thấy nè, chẳng hạn như hơi thở vào, có hơi thở ra,
Cái gì vào ra? Hơi thở. Còn cái biết mình có vào ra không? Không. Mình thở đến cái độ chỉ còn lại là cái biết, chỉ còn lại là cái ánh sáng ở trong mình. Thì cái màu đó bắt đầu nó rõ ràng, nó giống như cái ý của mình muốn. Mình muốn nó xuất hiện ở phía trước thì nó xuất hiện. Mình muốn nó xuất hiện ở phía trong thì xuất hiện. Mình muốn nó xuất hiện ở đâu nó xuất hiện. Mình muốn cái độ dài nó bao nhiêu cũng được. Mình muốn cái màu gì cũng được. Khi đó mình, cái định mình nó vững, mình bước tới cái cận định là cái tướng Patipaga Nimitta. Này là tợ tướng. Lúc này cái định mình khá khá, bắt đầu mình vào thiền rồi đấy, chuẩn bị vào thiền. Bây giờ nói mấy cái này không trải nghiệm biết gì không? Không. Nó có cần thiết không? Không hoàn toàn cần thiết. Nhưng mà rất tuyệt vời. Để có được nó không phải kiếp này mình dễ dàng có đâu. Mình phải quân tập ba la mật, tu cái hơi thở, tu cái thiền định từ nhiều kiếp đấy. Nên vì sao mà nhiều người ngồi xuống vô liền, mà nhiều người phải ngồi xuống cái bụng phình xẹp, nhiều người ngồi xuống phải quán cái thân bất tịnh. Mỗi người mỗi bệnh khác nhau. Vì vậy nghe một cái phương pháp hay là cái hệ quả, cái hiệu quả cái phương pháp đó thích, cảm hứng, nhưng mà coi thử mình có thuộc cái loại tương ứng như vậy không. Hiểu chưa? Tức là mình ngồi xuống mình thấy cái hơi thở mình một ngày, hai ngày, ba ngày mà nó vô không? Một tuần, hai tuần, mà thường thì miên mật hai tuần thì nó có vô. Miên mật thì nó sẽ thấy cái ánh sáng. Còn mà tu giống như chúng ta on, off, ngồi cái điện thoại có ngồi, sao thấy? Trừ khi mình có cái nhân duyên đặc biệt. Đã. Thì Dũng có tâm như vậy, khi mà cái hơi thở ra vào với cái ánh sáng nó là một, theo như cái ý mình muốn là cái định mình bắt đầu khá khá. Được như vậy rồi, hỏi thầy tiếp.